Đây này. Con. Hãy subscribe cho kênh Nguyên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em nhỏ nhất là ừ. Mẹ bỏ cảm giác nhá. Cảm giác hả? Mẹ tay nước tay râm đậm lắm. Xong rồi mặt nước cả. Không có chế có xoay xoay. Không có chế. Nhá. Bổ như thế này. Ừ. Đấy. Như thế này phải không? Ờ. Đúng rồi. Tối ở mới nhiều lắm đấy, mẹ đi bắt gà nhá. Bắt gà nướng cho con ăn nhá. Con ơi chuẩn bị đi tắm đi, mẹ lấy quần áo tắm.
cắm ngủ à hay là cắm mẹ không? Mẹ cắm chứ. Mẹ nó sợ. Mẹ đồ nơi đi. Mẹ ơi, nhà con nằm đẹp lắm đấy. Con làm gì ấy? Con đang làm con thử lại lên. Con chưa. Quá cái gì đó, quá cái gì đó, quá. Mẹ nấu lên nha, còn đó lắm rồi. Sắp rồi. Mẹ ăn cơm.
được không? Con bên nồi mẹ nhá. Chưa nhá, mẹ làm việc đấy nhá, mẹ chưa xong việc đâu, mẹ phải làm.